Rồi, nếu như chúng ta muốn là làm những cái video quảng cáo với chi phí nó thấp hơn và để chúng ta có thể tạo ra được những cái doanh số bán hàng tốt hơn đấy, thì ngày hôm nay ở đây mình đang ngồi cùng với bạn Đặng Xuân Lộc, chủ tịch của Zingroup. Trước khi mà chúng ta bắt đầu về chương trình ngày hôm nay thì mình muốn là bạn Đặng Xuân Lộc có thể giới thiệu về bản thân mình một chút xíu được và anh Lộc ha. Rồi, xin chào anh Linh nhá. Có thể là chào tất cả những người xem video. Mình là Đặng Xuân Lập. Nói ngắn gọn thì là mình là người đàn ông bán phụ khoa, có kinh nghiệm 7 năm bán phụ khoa rồi và đang cố gắng trở thành người bán phụ khoa giỏi nhất hành tinh. Đứng đầu luôn đó. Đấy. Rồi. Lộc có thể cho anh hỏi một chút xíu ấy, thì trước đây ấy, là anh cũng được biết em là giống như là một gọi là một vua về content này, có nghĩa là một người làm về content rất giỏi, rồi mình cũng đào tạo xong rồi mình cũng phát triển công ty, đặc biệt trước đây có công ty là Vũ Đức cũng phát triển rất mạnh đúng không? Và bây giờ Dạ. thì đang phát triển cái Zin Group của mình cũng rất là mạnh. Thế thì anh muốn hỏi chút là vì sao khi mà em đã là một người rất giỏi về làm content rồi và mình cũng làm cái công ty của mình phát triển rồi, nhưng khi mà em nghe anh có cái chương trình đó là 21 tuần luyện content chuyển đổi cao trên mạng xã hội ấy, thì em lại Vâng. đưa một cái quyết định đó là em đăng ký học, xong rồi em lại còn đưa thêm một người bạn ở trong công ty mình, rồi lại có giới thiệu thêm những người bạn nữa. Bởi vì anh khi mà Dạ. anh mọi người ấy, thì mọi người nói rằng là anh thấy Lộc Lộc đăng ký và Lộc là một gọi là Superman ở trong lĩnh vực này rồi mà vẫn có thể đi học em, thì có phải là chương trình phải rất đặc biệt thì mới đăng ký, thì không biết là cái lý do đằng sau đó là gì Lộc ạ? Vâng ạ, đầu tiên thì phải nói thật sự để mà em đăng ký một khóa học, đặc biệt là khóa học ở Việt Nam thì đến hiện thời điểm hiện tại là lâu lắm rồi em chưa đi học, vì cũng đã khá nhiều năm trước, có 4-5 năm trước thì em cũng học ở nước ngoài, không học ở người tại Việt Nam. Nhưng mà riêng với thời điểm gần đây thì đặc biệt với cá nhân anh Linh, em cảm thấy đây là một cái quyết định rất đúng đắn với cá nhân em nhé. Vì đầu tiên thì cái thời điểm năm nay thì em lại muốn mở thêm, trước em bán B2B thôi, em không bán B2C. Thế là như vậy. Trước ấy, 5-6 năm trước thì em làm B2C nhiều, nhưng về sau thì em làm B2B, tức là bán cho các doanh nghiệp và chính, làm hệ thống phân phối rất là nhẹ nhàng trong việc vận hành. Nhưng mà cho đến khi mà làm B2C ấy, thì cái việc đầu tiên em nghĩ tới là, cái tư duy của em luôn luôn nghĩ tới là cái việc nếu mà trong cái việc mình làm ấy, thì mình tìm cái người nào là người đang rất mạnh, rất giỏi cái việc đấy, để đầu tiên là mình có thể học, không học được thì mua, không mua được thì bắt người ta về làm cùng với mình hoặc hợp tác cùng với mình đấy. Thì cái việc trong năm nay em muốn bạn mở thêm cái mảng B2C, tức là bán trực tiếp đến tay khách hàng ấy, thì bản thân mình không phải là người có nhiều kinh nghiệm, thì em nghĩ đầu tiên là nghĩ đến bạn bè của mình. Ngoài thì em nghĩ đến anh Linh đầu tiên. Anh Linh thì cũng chắc phải khoảng mấy năm rồi anh em chả nói chuyện với nhau. Thì lúc ấy cái câu chuyện là gì, là em gọi cho anh Linh không được, thì em còn chắc là còn lưu tin nhắn ấy, em còn nhắn là anh ơi anh em mày đi, em không mượn tiền hay không mời đám cưới đâu đấy. Tại vì lâu anh em thì bảo là lâu lắm mới chả thấy gọi gì, mà gọi một cái là chắc chỉ có hai việc đấy thôi, thì mình nhắn cho anh ấy bảo là gọi mình không có ý định đấy, không ý định mượn tiền hay không có ý định gì cả, nên là đừng có lo, cứ nghe máy đi đấy. Thì khoảng mấy phút sau anh Linh cười, nhắn tin cười ha ha cười gọi lại vào đây anh Lê. Thế là anh em ấy trò chuyện với nhau, thì em cũng thẳng thắn thực ra em muốn mở rộng cái mảng bán lẻ hả, nên là em biết anh rất nhiều kinh nghiệm, tạo ra rất nhiều triệu đô la, thậm chí hàng tỷ đô la doanh số về việc bán lẻ. Như vậy em mong muốn là hỏi anh về cái kinh nghiệm, anh có ngại chia sẻ không? Thì rất là bất ngờ, tự nhiên lúc ấy anh Linh có lại chia sẻ là hơn một tiếng đồng hồ cứ ngồi nói hết chỉ hết, xong rồi gửi hết tài liệu quy trình này, đây em ơi em xem cái này nhá, làm cái này, rất là chi tiết nhiệt tình. Thực ra là ấn tượng, nói là ấn tượng, thay vì nói về khoa học thì em phải nói về ấn tượng về con người. Đầu tiên là ấn tượng về một con người rất là hào sảng, hào phóng và chia sẻ. Thì em cũng quan cũng hỏi đi hỏi lại đấy, trong quá trình cũng hỏi đi hỏi lại là làm thế nào, thì anh rất nhiệt tình. Cho đến hôm anh nói là anh đang mở khóa học này, cái em nói luôn, em bảo thôi em sẽ là người đầu tiên em mở vía luôn, chưa cần biết là phải học cái gì, chưa biết cái nội dung gì, phát là mình chuyển tiền luôn. Ông bảo mười mấy triệu mà chuyển luôn ba mấy triệu luôn. Một là để cảm ơn biết ơn anh vì cả tuần anh chia sẻ, anh hỗ trợ rất nhiệt tình, cũng chưa tính là đi có thể đi học hay không đấy, nhưng mà cứ tính vậy đã, mở bát đã, chưa biết qua ai đăng ký hay không, là cứ mở bát cho anh là lấy vía, là điều số một. Điều thứ hai là khi vào khóa học thì em thấy là phải nói là rất là nhiệt tình, chi tiết, bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu cái quy trình, bao nhiêu cái thứ anh đều chia sẻ. Và em phải nói thật sự lúc đó anh kiểu rất phù hợp với kiểu bán hàng giá cao. Một là quy trình cẩn thận chi tiết rồi, thứ hai là rất là đúng giờ kỷ luật, và thứ ba nữa là thái độ chăm sóc rất tốt đối với em cảm nhận được nha. Còn không biết người khác thế nào trong nhóm này, từng quy trình cụ thể này, chia sẻ về mặt kiến thức thì và kinh nghiệm thực tế thì không phải nói về về anh Linh rồi, vì nổi tiếng về cái việc là đi vào thị trường nào thì nát thị trường đấy, tức là bán kinh quá người ta không bán được nữa đấy. Nhưng mà giờ mình mới thấy là cái sự kỷ luật. Học viên trong cái nhóm em để ý là từng cái tin nhắn của mọi người trong Zalo cũng trách, cũng chỉ cho mọi người đấy. Như em là em nói thật, em trước em cũng đi đào tạo, em đi dạy, em không làm được như vậy đâu đấy. Thì cái đấy cũng là cái thứ mà em ghi nhận. Cái điều thứ ba nữa là gì, khi mà em cần thì hôm em nhớ mãi một kỷ niệm là gì, là hôm đấy thì em dự định là ekip chuẩn bị đi về quay về Cần Thơ quay một cái dự án lớn để mà chạy quảng cáo. Lúc đấy thì cũng nhắn anh Linh, anh lại nhắn là hôm nay hôm sinh nhật đúng không, sinh nhật em, thì anh Linh lại nhắn tin chúc mừng, vừa chúc mừng xong nó hỏi luôn là em triển khai thế nào, có ok không, và em triển khai cũng ok, em chuẩn bị để quay thế này kia, có gì cứ hỏi anh nhé. Thì em bảo là vậy thì cà phê, anh bảo là cà phê nhé. Thì em mới bảo là vậy thì cà phê luôn luôn đi, bây giờ không là
thứ bảy cuối tuần này 2-3 ngày nữa là em về Cần Thơ em quay rồi. Anh bảo bây giờ anh đau đau nhức răng quá, anh mới nhổ răng xong. Bảo có thế thôi anh nghỉ thì em này em phịch lịch rồi, em cứ đến đúng đúng ngày đúng giờ để em đi thôi. Anh Linh bảo thôi vậy thì chiều em xuống đây, biết là rất đau rồi, thế mà lúc mình xuống vẫn cứ ra chuẩn bị chi tiết, ngồi lấy giấy ra vạch đây nhá, cần phải như thế này này, em phải làm kỹ chỗ này chỗ này chỗ này này, rồi phân tích từng tí từng một, mất 2 tiếng hồ đến tối luôn. Thế là mình cảm thấy rất ngưỡng mộ anh Linh về cái việc là support học viên như vậy. Thế khi anh Linh nói phỏng vấn ấy, thì ra là mình cũng nói thật với anh Linh, bằng cũng nói với anh Linh kể cả đây mọi người biết mình rất là kỹ tính trong việc gì, trong việc mà giới thiệu sản phẩm hay kể cả giới thiệu cái khoa học, đặc biệt là khoa học giá trị cao như thế này. Nhưng mà thực ra là mình nói anh Linh là anh là người đầu tiên bóc tem em được luôn, để mà lên có thể phỏng vấn em được. Tính cách của mình là mỗi cái gì đó nó phải có giá trị, phải đáng giá, chứ không mình cũng nói quá, cũng không nói hơn, người ta thấy cái để bảo mình đùa gà thì chết. Thế ra là cũng là một là mình cũng có uy tín, thứ hai là cũng mong muốn là cái hình ảnh của mình nó được sử dụng đúng mục đích, đúng giá trị. Đến đôi khi mình giới thiệu cho người ta còn cảm thấy là đến đây thật là giới thiệu thật là tốt, người ta còn cảm ơn mình. Nhưng đến khi mình giới thiệu nó lung tung thì lại không hay, mất giá trị. Thì cái khoa của anh Linh thì nội dung chất lượng thì không phải nói rồi, vì rất là chi tiết luôn. Và ra với mình thì mình thấy rẻ, 20 mấy tuần mà thấy mình học gần 2-3 tuần là mình đã thấy là nó đã rất là rẻ rồi, mình tự triển khai được rồi. Để bản thân mình cũng là cái người đã triển khai, đã làm quảng cáo nhiều năm rồi, nhưng mà có anh Linh anh hệ thống lại toàn bộ này, và đặc biệt là nó đã là được kiểm chứng, được mang tính chất chuyển đổi cao, và thứ hai là nó không bị cản ý tưởng. Kể anh em làm có bao nhiêu năm đi nữa, đôi khi anh em vẫn làm theo bản năng, nhưng mà anh Linh là có thể thống kê lại, tạo thành quy trình để cho mọi người mà không bị cản kiệt ý tưởng. Thứ nhất, thứ hai, thực ra là làm việc với anh Linh ấy, anh ấy rất là care, rất sát. Như em làm việc anh ấy care rất sát vấn đề gì anh có thể chia sẻ này, bản thân anh cũng đang làm luôn. Điều hay là anh cũng đang làm, anh làm ấy thì ví dụ là anh cũng đang làm, anh đốt cũng đốt đẹp rất nhiều, anh cũng làm nội dung rất nhiều, và có cái gì hay anh lập cập nhật. Và thực ra cái nhóm học viên cũng rất chất lượng, phải nói thật như vậy. Các nhóm học viên bây giờ của anh Linh hiện tại cũng đang rất chất lượng. Trong nhóm mình học này, mình biết có những bạn bán hàng mấy chục nghìn đơn, hàng trăm nghìn đơn mỗi tháng là bình thường, còn có những bạn doanh số hàng vài chục tỷ là bình thường, thậm chí là có bạn cùng ngành với mình luôn. Nên mình cảm thấy rất là chất lượng khi được va chạm với nhóm như vậy. Và bản thân anh Linh là cũng không có giấu, thậm chí anh làm việc trực tiếp, anh Linh bảo là cứ để anh làm mấy funnel này nếu ok anh gửi cho em luôn, anh cho em những cái funnel ấy luôn. Đôi khi mình bảo anh ơi, ví dụ như bạn này bên em bạn chưa quay được, anh hỗ trợ bạn ấy quay nhé. Ơ em xuống đây anh hỗ trợ quay luôn cùng với anh Sơn, hỗ trợ quay luôn, để có gì mọi người chưa biết thì anh hỗ trợ luôn cùng một ekip như vậy, thì hỗ trợ rồi có thể là cùng chia sẻ, cùng học tập với nhau. Cái đấy thực ra là rất là khó, nên thật kể cả như mình đi dạy rồi, mình dạy khoa cũng rất cao tiền rồi, nhưng để support như vậy cũng rất là khó. Vì thực ra anh Linh là người làm thực tế, cũng đang chạy luôn, cũng bán thực phẩm chức năng luôn, cũng bán sản phẩm, bán B2C luôn, và bán sản phẩm giá rất cao luôn. Nên là cái việc đấy là nói thật là khó, có người thầy nào ở Việt Nam làm được, đấy là khẳng định luôn. Đấy không biết các thầy có giận mình không, nhưng mà nếu mà thầy nào mà làm được như anh Linh là hàng ngày kỷ luật, hàng ngày vẫn bán trực tiếp cho khách hàng, mà vẫn thể dạy học viên, vẫn chăm sóc được học viên như thế này thì mình chưa thấy ai. Em biết là vì sao? Bởi vì khi mà anh làm ấy thì anh sẽ sắp xếp cái thời gian của mình ra. Đấy, ví dụ như mình là ấn định ra là cái thời gian nào trong ngày là cái thời gian mình sẽ hỗ trợ học viên, mà cái thời gian nào là mình sẽ hỗ trợ và thời gian nào mình đào tạo, thì một tuần là mình đã cố định lịch đào tạo rồi. Còn ví dụ như là anh sẽ cố định là cái buổi tối là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm là cái thời gian đó là mình sẽ tập trung vào mình hỗ trợ cho học viên. Thế thì cái mà anh muốn đó là mình hỗ trợ cho học viên ấy sẽ nhanh hơn là đội ngũ hỗ trợ học viên. Đôi lúc ấy, nghe thì có vẻ 21 tuần rất là dài đúng không? Nhưng thực ra là anh với em gặp nhau khoảng tầm vài ba bữa ấy, xong em tự biết làm luôn. Nhưng cái phần sau chỉ là thêm đó là cái phần về mặt về kiến thức nữa thôi. Đúng không? Và em cầm cái quy trình đấy và em nghe anh nói cái là xong em biết tự biết xài luôn. Thực ra là các học viên anh đều như vậy. Thì anh nhận ra một điều là gì? Thay vì mình đưa ra một cái quy trình nó rối, nó lâu hơn, thì mình vô mình gặp mỗi học viên tầm 2-3 lần, cùng lắm là 4 lần là mọi người đã tự biết làm rồi. Sau đó mình chỉ cung cấp kiến thức, cung cấp kiến thức, cung cấp kiến thức là mọi người sẽ làm được. Đấy. Còn sau đó nữa là mình sẽ chơi bằng cái việc đó là mình thực chiến. Thì khi mình thực chiến là cái quy trình nó rất rõ ràng, ví dụ nó rất rõ ràng, thì mọi người có thể tham khảo dựa trên cái của mình làm ấy. Thì lúc đó mọi người học rất là nhanh. Đó là cái mà anh làm kèm theo, đó là mình dựa trên cái quy trình để mình quay video, rồi mình có ví dụ biểu mẫu rất cụ thể. Đó. Bởi vì học viên nào mình cũng phải tương tác mà. Thì khi mình tương tác, mình hiểu cái ngành của họ cái là bắt đầu mình sẽ tư duy chỉ cho họ vào cái. Và những cái phần sau á, cùng lắm hỏi một vài lần nữa là mọi người sẽ biết làm. Thì đó là cách mà anh vận hành đó. Thì lúc đó nó làm cho cái hiệu suất công việc của mình ấy nó nhanh. Và học viên họ cũng nhanh. Và bản thân mình cũng nhanh nữa. Chắc em đi đào tạo rồi thấy mà. Nếu học viên mà không thành công đôi lúc mình cũng không vui lắm. Đó, thì mình nghĩ là làm sao cái giải pháp nào làm cho mọi người đều có thể làm được. Đấy, thì bằng cách đó là mình tương tác trực tiếp một vài lần, ba lần, bốn lần là mọi người sẽ làm được liền. Đấy, nên là online không được, đưa đến offline, offline gặp nhau tiếng hai tiếng là tự nhiên nghe thì có vẻ mất thời gian, nhưng gặp nhau trực tiếp cái lại nó đốt cháy giai đoạn rất nhiều luôn. Và đúng rồi, cho mình nhanh hiệu quả. Nên là cảm ơn em rất nhiều đã chia sẻ một cái trải nghiệm rất là thú vị với cái chương trình của anh.
Thì bây giờ hiện tại đấy cũng có rất nhiều người họ đang mong muốn đăng ký tham dự chương trình này, nhưng họ vẫn còn ngần ngại suy nghĩ là không biết là chương trình này có cụ thể không, có chi tiết hay không, rồi họ có làm được hay không, rồi có học được hay không. Thế thì với một người mà em đã học được đến nay là cũng hơn khoảng tầm 1 tháng, thế thì em có cái điều gì muốn chia sẻ với mọi người, những người mà họ đang kiểu ngần ngại, lo lắng hay suy nghĩ về chương trình này không? Thực ra thì với em thì em sẽ có cái lời khuyên cho mọi người. Thực ra muốn phát triển bùng nổ doanh số trên mạng xã hội ấy, đầu tiên phải nghĩ đến cái việc là mình học là mình phải làm Đúng rồi. thì nó mới có ra kết quả, và phải rất kỷ luật. Và thứ hai là thành công nó không thể đến ngay lập tức, kể cả anh Linh có truyền đạt bao nhiêu, truyền thụ bao nhiêu, nhưng mà cái thành công nó không đến ngay lập tức. Mà trong đây mình phải có một cái thực tế rằng gì, kể cả anh Linh có dạy chia sẻ bao nhiêu kiến thức thực tế bao nhiêu, nhưng mà nó vẫn phải tự mọi người một phần nỗ lực rất lớn. Về khoa học đã cung cấp đầy đủ nội dung về mặt chuyển đổi rồi, nội dung rồi, mặt video rồi, thì mình còn chuẩn bị thêm một số những cái yếu tố, như ví dụ như là tiền chạy ads. Nếu không có tiền chạy ads thì phải làm kỷ luật, giống như anh Linh nói, một video bán sản phẩm từ 200 đến 400 video thì mình phải xác định được như vậy đấy, thì có thể nửa năm bắt đầu nó mới ra những thành quả nhất định. Nên là việc đấy là ở đây mình khuyên mọi người là nếu thực sự mọi người mong muốn thì phải đặt một cái quyết tâm rất là lớn, một khát khao rất là lớn để mình có kỷ luật được không, sẵn sàng đánh đổi thời gian, tiền bạc, công sức để mà thành công hay không. Chứ còn về mặt kiến thức hay về mặt chăm sóc, về mặt hỗ trợ thì anh Linh đã làm rất là tốt rồi, còn quyết định là của mọi người ấy thôi. Mọi người là có làm hay không thôi. Nên nếu mà mọi người sẵn sàng được những cái luồng tư duy như vậy, nguồn lực chuẩn bị như vậy, thì đây là một học rất là đáng để mà mọi người tham gia. Cảm ơn Lộc rất nhiều. Vừa rồi em biết sao, trong cái lớp của mình ấy, nó có một bạn, đó là bạn Võ Nguyễn Minh Quốc ấy, bạn làm trong cái thủy sản dành cho tôm, thức ăn mấy cái men vi sinh này kia. Vì bạn này bạn không chạy quảng cáo luôn, bởi vì khi mà bạn đăng ký học anh ấy là bạn không đủ tiền để bạn bạn đăng ký nguyên cái combo, bạn chia theo từng giai đoạn, không tiền quảng cáo không gì hết, bạn chỉ tập trung vào một việc duy nhất, đó là làm content, là xé học cái phần mà xé nhỏ từng mỗi một video khoảng 1-2 phút để trả lời cho từng một cái một thôi. Và tập trung làm như vậy, sau 2 tuần thì bây giờ một ngày bạn bán được khoảng 15 đến 20 đơn. Hay 15 quá. 20 đơn, mỗi đơn là từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu. Hay Đều đặn quá. luôn, đều đặn 2 tuần liên tục. Anh mới hôm rồi mới zoom với anh để mà anh xem mọi cái đó. Thì kênh mới có khoảng tầm 4.000 mấy, gần 5.000 follow thôi. Nhưng là cứ đều đặn là một ngày 15 đến 20 đơn, 15 đến 20 đơn. Và ngày nào cũng đều như vậy nhá. Còn trước đó là bạn chỉ là quay chơi chơi, thấy người ta quay thì mình quay theo. Thì khi mà ô anh hướng dẫn về cái phân tích về sản phẩm, phân tích về thị trường đó, xong đấy Đúng chỉ rồi. việc từng mục bạn chia nhỏ ra, bạn làm đúng y chang vậy luôn. Thì sau được khoảng 2 tuần là ra đơn một cách đều đặn, là cứ 15 20 đơn, 15 20 đơn một ngày. Bây giờ bạn một ngày bạn upload luôn 4 video. Vâng, đúng rồi, hay đấy. Tất cả cái việc đấy là các bạn có thể làm từ cái bảng của anh ấy. Thì ra là mọi người, tại vì anh Linh sẽ làm từng cái bảng một, từng nội dung một, ví dụ sản phẩm nó gồm có 20 mục, 20 mục đấy thì gồm làm những cái gì, ra mọi người làm video ngắn cũng rất là ok. Nhưng với em thì tại vì là em thì em lại luôn làm một cái là video, một video dài và chuyển đổi, mang tính chuyển đổi luôn để nó đỡ bị những cái khâu khác ấy. Đấy, Đúng nhưng rồi. mà thưa là nếu cái việc đấy mọi người chưa có kinh phí cũng có thể làm như vậy được, hoặc là ốp nhân viên sale, ví dụ em sẽ ốp nhân viên sale hoặc là nhân viên các phòng ban là cũng phải làm theo cái việc đấy là cũng làm được, không cần nhất thiết là phải chạy quảng cáo. Còn ví dụ như mình nguồn lực mình lớn thì mình cứ bơm vào mình chạy quảng cáo, còn nếu không thì ví dụ cả đội nhóm, cả team hay là như em là cả công ty sẽ làm theo cái lộ trình của anh Linh làm, thì nó tự nhiên là cũng mang cái tính chất truyền thông tự nhiên luôn Đúng của rồi. anh. Đó là một cái mà anh thấy mọi người áp dụng rất hay, đó là chia chia nhỏ, chia chia nhỏ ra cùng với nhau làm, thì lúc đó nó tạo ra một hiệu ứng nó cực mạnh. Còn từ công ty mình làm ra những cái nội dung dài mang tính thuyết phục từ đầu đến cuối ấy. Đó là đối với những cái anh chị mà cái quan trọng giống như là vừa mới chia sẻ đó, là chúng ta cần phải có một cái sự kỷ luật, mình phải nỗ lực, mình phải quyết tâm ấy, thì lúc đó là cái chương trình này mình mới phù hợp được. Còn nếu mà mình vô mình học chơi chơi, có kiến thức đầy đủ đấy, nó có kỹ năng đấy, nhưng mình không làm, không hành động thì nó không thể nào nó tạo ra được kết quả được. Nên lại cũng có rất nhiều người hỏi anh là chương trình này có cam kết hay không, thì anh mới nói là cái này làm sao mình có thể cam kết được, bởi vì cái mà tôi cam kết được đó là về kiến thức của tôi áp dụng thì nó sẽ hiệu quả, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái tôi cam kết, đó là tôi chăm sóc hết mình, tôi sẽ follow up hết mình, khi bạn cần thì lúc nào tôi đều hỗ trợ, kể cả trước hay là trong hay là sau khóa học mình luôn luôn sẵn sàng với tinh thần đó. Vì sao anh lại luôn có cái tinh thần đó, bởi vì đơn giản là mình thấy những cái năm gần đây đó, bắt đầu có nhiều người người ta mất còn trẻ, thì lúc đó mình nghĩ đến về cái việc là rồi cuối cùng rồi mình cũng chết thôi, thế cái mà giá trị còn lại để lại trong cuộc sống này đó là gì, đúng không? Ngày mình mới khởi nghiệp ấy thì mình còn hay có tính gọi là cạnh tranh nhau, ganh đua nhau, nhưng bây giờ khi mà mình trưởng thành, mình càng lớn, mình càng làm ấy, thì mình thấy rằng là cuối cùng mình cũng đi thôi. Vậy thì cái mình để lại với cuộc sống này đó là gì, thì đó là cái kiến thức, đó là những cái gì mình có thể giúp được cho mọi người thì mình làm, đúng không? Nên đó là lý do vì sao ngày xưa khi em hỏi anh rất là thoải mái anh chia sẻ,
có gì anh Đúng sẽ, dù lúc đó học hay không học cái đó mình không quan tâm, nhưng ai cần ai làm thì mình chia sẻ thôi, chứ mình không bao giờ mình quá quan tâm về cái việc đó. Giống như là cái kênh YouTube của mình vậy, anh chia sẻ trên đó rất là nhiều cái gì hay ấy, là mình có gì hay ấy, bắt đầu mình quay video mình chia sẻ lên trên đó hoàn toàn miễn phí. Còn cái việc mà phải đến học ấy là người ta cần, đó là gì, người ta cần tương tác với mình, người ta cần làm việc tiếp với mình, và người ta trả là anh phục vụ cái đó nhiều hơn là về mặt về việc kiến thức đó. đúng rồi, đúng rồi. Hay quá. Phải nói về thực sự cái đấy, nếu mà anh Linh là một cái minh chứng sống luôn ấy, là nói được làm được ấy, có thể chuyển hóa khách hàng nhé, nhưng mà đùa lắm. Ví dụ như là đầu tiên, cái tin nhắn đầu tiên của em với anh Linh ấy là phải đến cách đây đến 7 năm trước Đúng rồi. đấy. Đúng rồi, đúng không? Hồi đó là mình rất là chảnh luôn, mình nói thật, mình là một khách hàng cực kỳ chảnh, mà vì mình cũng quyền chảnh thời điểm đấy, là mình cũng quyền chảnh vì mình rất là nhiều người, nhiều triệu follow, và anh Linh mời hợp tác thì mình không, mình trả lời tin nhắn rất sốc. Nhưng mà cuối cùng là sau một thời gian rất dài, cùng anh em tương tác với nhau, chia sẻ với nhau với cái tinh thần đúng là hợp tác win-win, và cuối cùng làm sao để mà cùng tốt hơn và chia sẻ không giấu giếm gì cả. Và cái điều rất tuyệt vời ở đây, mình nói thật, tốt cho anh Linh cái việc là kể cả không học anh Linh vẫn chỉ cho mình hết cơ mà. Thế nên là cái là điều hay. Nhưng mà cùng mình học thì mình quá là nể và mình khâm phục với cái việc là không phải giấu mà có gì cũng chia sẻ. Anh em cần cái này là chia sẻ ngay, anh ơi em cần kết nối người này, ừ để anh kết nối người này cho ngay. Đến như vậy khi mà học thì lại còn càng ấn tượng hơn. Vậy vì cái sự hỗ trợ, sự nhiệt tình, đấy là điều mà em khắc phục hơn, cảm thấy kính trọng hơn về cái việc là về một cái tinh thần rất là cho đi và làm sao để hỗ trợ các bạn để thành công ấy. Thì cái đấy là em ấn tượng. Ok, cảm ơn em rất nhiều đã dành cái thời gian hôm nay để chia sẻ. Thì có một điều cuối cùng nữa thôi, anh muốn hỏi đó là gì? Nếu như có một điều sâu thẳm trong trái tim của em dành cho những người mà họ đang xem cái chương trình này đấy, thì em muốn chia sẻ điều gì với mọi người khi mà mọi người muốn làm những cái nội dung chuyển đổi cao ở trên mạng xã hội? Nói chung là hãy kết nối với anh Linh đi. Đấy là cái điều mà phải kết nối với càng thân thì càng tốt, em nghĩ. Cảm ơn Lộc rất nhiều. Hôm nay sáng nay đi công tác nhưng đã dành thời gian lên đây để mà chia sẻ cùng với anh tất cả mọi người. Chúc cho em chuyến bay thành công tốt đẹp nha Lộc. Dạ vâng, dạ em cảm ơn anh nhiều. Dạ em chào anh.